Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 89, ngày 4, Nhờ Huyết Chúa. Kinh Thánh Hebrew đoạn 10 câu 19 đến câu 23. Câu ghi nhớ Hebrew đoạn 10 câu 19: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh Hebrew đoạn 10 câu 19 đến câu 23. Kinh Thánh Tân Ước trang 236 câu 19 câu 23. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Câu ghi nhớ chúng ta trong câu số 19, chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Nơi rất thánh hay nơi chí thánh là nơi Đức Chúa Trời hiện diện. Con người tội lỗi không thể vào nơi rất thánh. Thời cựu ước, thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm chỉ được vào nơi rất thánh một lần. Ngày nay, nhờ gì của Chúa Giêsu chúng ta được vào nơi rất thánh? Nhờ gì các em? Nhờ huyết. Ta điền vào nhờ huyết. Huyết là máu đó các em. Huyết là máu hay là sự sống ở trong huyết. Nay nhờ huyết Chúa Giêsu chúng ta được gì? Được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Chúng ta điền vào ha. Được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Được gì? Câu 22: Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Được đến gần Chúa. Nhờ huyết của Chúa Giêsu chúng ta đến nơi có sự hiện diện của Chúa, là nơi em tương giao trực tiếp với Chúa, em cầu nguyện được với Chúa. Và đây có cái hình ảnh vẽ Chúa Giêsu phải đội mão gai nè, gai rất là nhọn, rất là đâm vô rất là đau và chảy máu ra, Chúa chảy máu ra nè, mấy cái giọt máu đổ xuống nè. Rồi không chỉ Chúa chảy máu ở trên đầu mà người ta còn đóng đinh vào tay Chúa, vào chân Chúa, máu chảy ra. Rồi có một tên lính đã lấy ngọn giáo đâm vào hông của Chúa, tất cả máu của Chúa đổ ra và Chúa chịu chết thế cho tội lỗi của mình. Huyết của Chúa đổ ra để tha tội cho mình. Em nói chuyện với Chúa mỗi ngày là đặc quyền Chúa ban cho qua huyết của Chúa Giêsu.
Nhờ huyết của Chúa Giêsu mà mình được cầu nguyện với Chúa, mình được tương giao với Chúa, đến gần Chúa. Bây giờ em hãy suy nghĩ và chọn một thời giờ đặc biệt, đánh dấu vào và hẹn với Chúa. Rồi cứ đến giờ đó em lấy Kinh Thánh ra đọc và cầu nguyện với Chúa nhé. Ví dụ ghi trên lịch học 6 giờ sáng hẹn với Chúa. Và cứ 6 giờ sáng em dậy mở Kinh Thánh ra đọc và cầu nguyện trước khi ăn sáng và đi học. Chúng ta cũng có thể dành thời gian ví dụ như 6 giờ hay là 6 giờ 15 để chúng ta học cái bài học Kinh Thánh hàng ngày dành cho thiếu nhi đây. Để chúng ta có thời giờ cầu nguyện với Chúa, học lời của Chúa. Gợi ý cầu nguyện: huyết Chúa đã đổ ra để cứu em và ban cho em sự dạn dĩ trò chuyện với Ngài. Chúa Giêsu yêu dấu của con cảm tạ Chúa. Đã đổ huyết ra để cứu con. Và ban cho con sự dạn dĩ trò chuyện với Chúa. Xin giúp con trung tín cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Chúa Giêsu yêu dấu của con cảm tạ Chúa đã đổ huyết ra để cứu con và ban cho con sự dạn dĩ trò chuyện với Chúa. Xin giúp con trung tín cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.